Một người mệnh tốt hay không, chỉ cần xem họ nói chuyện là biết. Tại sao chỉ mất 2 năm để học nói nhưng ta phải dành cả đời để học cách im lặng? Nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ. Văn hóa truyền thống cho rằng, khẩu nghiệp, nghiệp tạo ra do lời nói không tốt là rất quan trọng. Hỏa từ miệng mà ra, nói chuyện thốt ra những điều khó nghe, làm tổn thương người khác thì phúc báo cũng theo đó mà tiêu tán cuộc sống của những người hay dùng những lời lẽ sắc nhọn làm tổn thương người khác thường là những người cô đơn ít bạn bè thực tế là không người chồng nào muốn về nhà nếu có một cô vợ thường xuyên trì chiết trách móc không có đứa con nào hạnh phúc nếu có cha mẹ không nói lời dịu dàng mà chỉ quát nạt la mắng không có người bạn nào hứng thú giao thiệp với người hay nói lời cay độc bình phẩm ác ý cổ nhân nói lời do tâm sinh một người có tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế người có lòng bao dung lời nói ra sẽ nhẹ nhàng hòa ái người trong tâm đầy oán hận lời nói ra sẽ hung hăng cay nghiệt người khiêm nhường lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn người tự cao lời nói thường khoa trương phách lối thông thường là do chúng ta bị kiểm soát bởi những cảm xúc nội tâm không tốt một người có thể kiềm chế những cảm xúc mẽ hơn người nắm giữ một tòa thành. Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì nói năng từ tốn. Một, việc gấp, từ từ nói. Gặp chuyện gấp cũng bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng độ tin cậy của mọi người đối với bạn. 2. Việc nhỏ nói hài hước, Đặc biệt là một vài lời nhắc nhở có thiện ý, bạn nên dùng những câu nói đùa hài hước sẽ khiến cho người không cảm thấy cứng nhắc, nặng nề. Nói đùa một chút khiến chuyện to thành chuyện nhỏ, họ không những vui vẻ chấp nhận lời nhắc nhở của bạn mà còn tăng thêm thiện chí với bạn. 3. Việc chưa hiểu rõ, hãy nói một cách cẩn thận. Đối với những việc bạn chưa nắm rõ, hãy cân nhắc để diễn đạt một cách cẩn thận sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rằng bạn là người đáng tin cậy. 4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. Mọi người ghét nhất ăn nói hàm hồ. Nếu bạn chưa bao giờ phỏng đoán một cách tùy tiện hoặc nói những chuyện chưa xảy ra, bạn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng bạn là người trưởng thành, có tu dưỡng, cũng là một người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm. 5. Việc chưa làm, đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đổ gốm, bạn không nên hứa làm một việc gì đó mà bạn không chắc có thể làm được, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bạn là một người nói là tin, làm là được và họ sẽ rất tin tưởng bạn. 6. Không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác. Không được tùy tiện dùng lời nói làm tổn thương người khác đặc biệt là giữa những người thân như vậy mọi người sẽ cảm thấy bạn là người lương thiện giúp cho việc duy trì và gia tăng tình cảm vậy đối với những việc đau lòng bạn không nên gặp ai cũng nói khi ai đó bị tổn thương trong lòng đều muốn thổ lộ với người khác nhưng nếu cứ gặp ai bạn đều nói sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn rất dễ sinh nghi ngờ và xa lánh bạn đồng thời bạn sẽ để lại ấn tượng muốn chút bỏ đau khổ của bạn lên người khác. 8. Những việc của người khác thì nên cẩn thận trong lời nói. Giữa con người với con người cần phải có một khoảng cách an toàn, không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn giao tiếp. 9. Việc của bản thân, lắng nghe người khác nói như thế nào? Bạn nên lắng nghe cách nhìn của người khác khi nói về mình, điều đó có thể để lại ấn tượng khiêm tốn cho người khác, đồng thời biểu hiện rằng mình là một con người thấu tình đạt lý. 10. Chuyện của con cái cần nói rõ ràng, đặc biệt là khi con bạn còn ở thời kỳ thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động, bạn hãy dùng thái độ ôn hòa, vừa kiên định để nói với chúng một cách rõ ràng điều đó có thể khiến cho con bạn có tình cảm tốt đối với bạn coi bạn như một người bạn đồng thời điều đó cũng có tác dụng thuyết phục nói chỉ là khả năng nhưng biết những gì không nên nói đó chính là trí chí huệ nói chuyện là cả một nghệ thuật dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo trước khi nói nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra? một Không nói những lời chán nản, thôi chí. Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí. Kỳ thực, trong cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên từ người khác. Cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu của sự suy sụp. 2. Không nói những lời tức giận. Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ. Có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo. Không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe. Vì vậy nhất định đừng nên nói. 3. Không nói những lời oán trách. Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia cuối cùng tự mình làm khổ mình, bạn việc gì phải khổ như vậy? 4. Không nói những lời tổn thương, có người lỗ mãng nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác, có lúc hại người ích ta, nhưng cũng có khi hại người hại mình. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn. 5. Không nói những lời khoe khoang. Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo dùm beng, tự mình thổi phồng chính mình, người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại. Vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu. Bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả. 6. Không nói những lời dối trá. Phật giáo giảng ngũ giới, cấm nói dối là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là thấy mà nói không thấy. Chuyện ngụ ngôn sói đến rồi hay chú bé chăn cừu từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có một chiếc máy bay, qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc đây chính là những tin đồn thất thiệt chuyện bé xé ra to cũng tương tự như là nói dối vậy không nói những lời bí mật trên đời này có lắm điều bí mật từ gia đình đến công ty không đâu là không có nghiệp vụ có bí mật nghiệp vụ quốc gia có bí mật quốc gia hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật nếu chẳng may tiết lộ bí mật quốc gia thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung. 8. Không nói những lời riêng tư. Mỗi người đều có những chuyện riêng tư. Việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi sau này bạn sẽ khó mà có được hậu phúc nữa cho nên người xưa thường nhắc nhở nói chuyện cần phải giữ khẩu đức đừng nên nói những lời lạnh lùng khó nghe làm tổn hại người khác miệng nói lời hay tâm giữ điều tốt luôn nghĩ cho người khác chính là đang tạo phúc cho bản thân mình